Vâng, du thuyền của chúng tôi đã bắt đầu cập cảng Singapore sau 3 ngày đi Kuala Lumpur, Malaysia, và bây giờ đã quay trở lại Singapore. Và phía dưới tôi đây là cái bến cầu cảng nơi du thuyền The Maria of the Sea xuất phát, và bây giờ đã trở về an toàn. Thuyền từ từ cập bến. Và sau lưng tôi đây là toàn cảnh của đất nước quốc đảo Singapore vào một buổi sáng bình minh ngày 11 tháng 1 năm 2016. Đây là một trong những cái đảo quốc nổi tiếng trên thế giới về mức sống, về môi trường, về sạch sẽ, về công nghệ, về chữa bệnh, về khoa học, nơi mà thành tựu công rất lớn của ông Lý Quang Diệu, người gốc Hoa, và hiện nay thủ tướng đó là người con của ông, đó là ông Lý Hiển Long, đã đưa đất nước Singapore qua khoảng chưa đầy 100 năm đã trở thành một trong những cái đảo quốc văn minh hiện đại nổi tiếng trên thế giới. Và tôi đang có mặt ngay đúng trước cái mũi thuyền của du thuyền 5 sao The Mariner of the Sea, rất là tuyệt vời. Và ở đây cũng có cái sân bay trực thăng, trong trường hợp khẩn cấp thì Mary trực thăng sẽ đáp trên cái mũi của du thuyền này. Hẹn gặp lại quý vị ở du thuyền 5 sao The Mariner of the Sea 2016.